là Nguyễn Thanh Đổm, 38 tuổi, quê ở Bình Dương. Dạ. Đây là dâu tôi. Chào anh Nguyễn Linh, xin chào Lê Lộc và xin chào quý khán giả. Em tên là Nguyễn Trúc Quỳnh, năm nay em 33 tuổi. Em làm dâu của mẹ được 10 năm ạ. Cái ngày đầu tiên mà bác gặp con dâu của mình á, bác có ấn tượng gì không? Bác thấy như sao? Ngày đầu tư tôi ăn hạnh trai tôi nó dẫn gì á, dạ. Thì tôi thấy nó cao ráo vậy phải cũng được. Thì lúc trước đó cũng dẫn trai tôi thì xấu trai, nhưng mà nó cũng nhiều bồ lắm, nó dẫn ra nó dẫn về cũng đông lắm, mà tôi thấy tại vì cô nào cũng lùng lùng hết tôi không thích. Dẫn đông lắm hả? Ờ, dẫn nhỏ này về tôi thấy tôi thích không? Cao cao là thích đó bác hả? Ờ, thấy cao ráo mà lẹ làng lắm, cao quá nhỉ, tôi thích đó, siêu mẫu quá. Gặp là có cảm tình liền hả bạn? Ừ, là cưới liền. Cảm tình liền rồi dạ. Cao đó mới cảm tình liền á. Dạ, cao ráo lắm, lẹ làng lắm. Bà còn con trai nào? À, tại em đây Út của bà đâu. Anh nói là dâu Út rồi. Dạ chị, cho em hỏi tí là cái ấn tượng đầu tiên của chị đối với mẹ chồng là như thế nào, chị còn nhớ không? Chị ấn tượng với mẹ chồng chị là chị thấy mẹ chị là cỡ vậy, mà nội với bà ngoại chị vậy á. Dạ. Tại vì mẹ của chị thì trẻ hơn, trẻ hơn. Dạ. Bà mẹ chồng của chị thì nhỏ hơn bà nội chị có 2-3 tuổi vậy. Nên khi vô làm chị gặp mẹ chị, cái chị cứ nói là dạ chào bà mới tới. Mà mẹ chị nói chuyện với chị rồi là cứ chị cứ xưng lại bằng bà không à. Cái mẹ chị kêu còn bác. Bác chưa kêu phải... bác nghe con đó, là đừng có kêu bà. Dạ, đừng có kêu bằng bà. Cái cũng dạ nhưng mà chưa có được quen. Dạ. Mà phải dạy lần kìa bắt đầu mình mới quen dần dần. Với lại nhìn mẹ đó mắt không mí à. Nên khi mẹ cười á là không thấy mắt mẹ đâu hết trơn. Ta mí duyên mà... Còn cười có duyên lắm chứ bộ. Gương mặt rất là phúc hậu nha bác nha. Mà anh Quyền Linh biết sao không, mà ông xã em là cũng khá giống mẹ, mà cứ nhìn ảnh cười á cái cũng y như mẹ vậy đó. Cái em nhìn mẹ là em tưởng tượng tới chồng em liền. Những người vậy là dễ thương lắm á. Cười ta gọi cười tích con mắt. Cái này chú cố tình chú nhắm nha. À vậy hả, chú, à chú cố tình nhắm đúng rồi. Vậy là chắc chắn hai mẹ con rất là hợp nhau đúng không? Dù mặc dù mà trên là tuổi tác nhưng mà em về làm dâu của mẹ thì nó cũng khá hòa hợp. Nói chung thì em không có gặp vấn đề gì về mắt mẹ chồng hết. Em chỉ gặp khó khăn với chồng thôi à. Mà em nhớ là em mang thai đó mà người ta cứ dặn là cái gì mà của ba với mẹ đó mà đẹp đó, thì mình cứ tối mình ngủ mình cứ nắm cái này của người nào đẹp đó mình bỏ vô bụng. Mà em thì em nắm con mắt của em, em bỏ vô bụng với cái lỗ mũi của chồng em là bỏ vô bụng. Mà sao sanh ra thì con mắt là không phải của em mà mắt của chồng em. Hay gì ta, tức là thấy cái gì đẹp của ta mình lụm bỏ vô bụng hả? Đúng rồi. Ừ. Chắc chị lụm mà con chị nó gắn lộn chỗ đó. Chắc là vậy. Nhìn bác rất là phúc hậu á, dễ thương, hiền. Con dâu như khác luôn không bác? Hả? Thầy dâu thấy cũng hiền chứ có gì đâu. Này chắc con dâu ăn hiếp mẹ chồng quá. Có không bà? Giữ giữ chứ ở trong gia đình nào không có. Có nhưng mà em, nhiều có... khi ở ngoài thì giữ cho công thì... chứ điều giữ với chồng đó có. Thấy chưa, giữ chồng nữa chứ. Bả già hầu đám cưới hả, đi á cái nó cứ đi trước chồng đó không à. Tôi mới nói nắm tay đi con đi từ từ chứ con đừng đi trước chồng con á. Người ta cười, người ta nói nửa con ăn hiếp chồng con mà nói hả. Dạ cũng đi trước, dạ cũng te đi cái gì nói không vậy chết tay tôi làm. Rồi con biết rồi, muốn con đám cưới con lời con đi trước. Vậy mà ăn hiếp chồng dữ lắm em hả? Sao mẹ? Đầu tiên lúc mà nó mới sanh con, con nó khó, nó thẳng con nó hay khó khăn lắm. Khi nó cũng bạo, nó giận, rồi chồng nó nói gì á, không phải chạy quýnh liền. Trời ơi. Quýnh luôn hả? Quýnh luôn á. Đâu, chắc mới sanh, mới sanh. Mới sanh. Quýnh luôn. Mà nó càng ngay chồng nó cũng nhịn. Đó. Lúc đó tại vợ mới sanh mới nhịn đó. Đúng rồi. Dạ. Chứ thử sanh lâu rồi coi. Ừ. Lúc rồi bác thấy dâu quýnh con ruột mình á, bác thấy sao? Thì bác thấy vậy cái bác la liền. Bác nói thôi con. Đó rồi cũng nhịn, cũng thôi. Vậy chứ. Nói chung thì lúc đó là cái giai đoạn mà em sinh con thì con nó thường khóc ban đêm á. Mà nó khóc suốt à. Ban ngày thì dù nó có thức thì mình cũng phải ẩm nó. Lâu ngày thì thấy em bị stress. Rồi kiểu như áp lực con cái quá cái
Nhưng mà bây giờ mình biết mình trút giận qua ai. Bây giờ cứ bà mẹ chồng có làm gì mình, không lẽ mình quánh bá cũng kỳ. Bốn năm năm nay thì nó ổn định lại rồi, không có gây gỗ nữa. Dạ. Thấy chứ giờ đẻ được nữa nó cũng quýnh nữa đó. Nói chung thì sau này em bớt quánh chồng em lại. Dạ. Thôi đừng quýnh ông tội nghiệp. Trong gia đình khổ lắm, 12 bến nước cũng khổ lắm. Cái gì nữa? Chắc ở nhà bị quýnh dữ lắm. Thấy đồng cảm lắm. Đồng cảm lắm á. Cũng từng thấy mấy người bị vợ đánh. Ê, trong cái chuyện mà ăn uống đó thì hai mẹ con có hợp với nhau gì không? Thì cũng hợp. Dạ. Đó. Nói cho ngay, mua đồ ăn sáng đồ gì cho ăn, rồi mua gì ăn nấy, rồi nó đi chợ nó mua đồ gì nó làm nấu gì. Tại vì á, dì bị tay biến chân yếu thành ra cũng không có đi làm gì nhiều, cũng không có phụ gì. Mua gì ăn đó vậy đó. Ờ, mua gì ăn đó, rồi mua gì nấu sao ăn vậy. Có khi nào ăn uống gì cũng vậy. Không có ngon mà cũng phải ăn luôn không? Thì ăn chứ con không nói gì. Cũng ráng ăn vậy đó hả? Mẹ lớn tuổi mà cái cách ăn của mẹ rất là dễ. Ăn cơm thì thích ăn khô ăn mắm nữa. Mà em thì lại cũng thích ăn khô ăn mắm. Rồi nói chung đồ ăn thì rất là dễ. Hạp thì cái đường ăn uống thì nó rất là dễ. Nhưng mà cái đường la xét thì nó hơi bị khác khác tí. Ủa em nghĩ cái đó là dễ quá mà chị. Chẳng hạn như trái cây đồ này kia đó. Ừ, như mẹ chị thích ăn chuối, ăn hồng đồ này kia. Mà hai cái trái ngon nhất của mình ở đây là trái sầu riêng với trái bơ. Là mẹ chị không bao giờ mẹ chị thích á. Mà hai trái đó thì chị rất là phái. Rồi sao chị? Thì trong nhà toàn là hai trái đó không đó. Hai trái đó vậy cái bắt đầu ví dụ chia của ai nấy ăn, khỏi ai dành của ai hết trơn. Nhưng mà mẹ chị ăn được cái hộp sầu riêng. Vậy hộp sầu riêng, hộp sầu riêng là lộn. Thì khi mà chị gọi chị ăn sầu riêng á, mẹ chị nói là con ăn ăn hết đi, còn hộp sầu riêng chừa mẹ. Cái thương ghê ta. Cái thương thiệt luôn. Sầu riêng để con nó còn hộp nhớ chừa cho mẹ nha. Mấy ngày sau cái mẹ luộc lên. Cái mẹ ngồi mẹ gọt mẹ ăn, cái mẹ kêu con ăn này ngon lắm nè. Hồi cái đó con ớn mà mẹ kêu con ăn qua không có được cái hộp sầu riêng, con ăn được cái muối sầu riêng thôi à. Ớn lắm hả? Gì ớn đưa mẹ ăn ha. Dâu cũng tốt ghê. Ở trong những cái 10 năm làm dâu như vậy đó, ngoài những cái chuyện vui như thế, những cái chuyện hợp nhau thế thì mẹ con có những cái điều mà chưa có hợp nhau lắm. Có kỳ đó nó đánh con nó, tức là cháu tôi. Tôi nóng ruột tôi cũng giận. Tôi hỏi chứ sao bánh nó riết vậy? Cái giảm nói cậu nó kỳ cục quá phải đánh nó mẹ. Ui nó nít mà biết gì đánh, không biết quánh cho biết. Vậy luôn cái hả? Gì cũng buồn. Cái mấy ngày hai ba ngày sau gì không có nói chuyện nào, không nói gì. Cái giả biết gì buồn, cái giả lại ra ôm gì giả khóc vậy nó. Mẹ con xin lỗi mẹ, hôm qua con nói mấy bữa con nói vậy mẹ buồn lắm mẹ. Con xin lỗi mẹ, mẹ mốt con không dám nói vậy nữa. Cái hai mẹ con ôm nhau khóc hả? Dân lắm đấy. Đó, cái quà luôn. Cũng khôn ghê luôn ha. Em là có cái tật ở nhà mẹ con thân lắm. Ưa cái nựng, nựng cái vuốt mẹ. Cái này nàng cái ôm cái nựng. Ôm đi ra qua thấy cái nhéo cái. Vô cái nhéo cái. Cái vụ này mới rồi nha. Hồng dâu này cũng là năng động mà dễ thương nữa đó. Hơi dữ một chút thôi. Đó, hơi dữ một chút thôi. Dạ. Đúng rồi. Nhưng mình nó cãi nhau hoài đó. Bác thấy buồn không? Thấy hai chồng cứ cãi lộn hoài vậy đó. Không nha, lúc này đỡ đâu. Tại lúc trước con nó khó quá. Dạ. Nên nó nhiều khi nó giận con nó rồi cái nó cứ nó hay ghê với chồng nó. Nhưng mà sau này đỡ rồi. Dạ. Nay 4 năm nay cũng đỡ. Hiện bây giờ thì cũng bình thường vậy, không có vui vẻ lại, không có gì hết à. Để rồi chồng em có cái mong muốn gì hay là một cái ý kiến gì giữa hai mẹ con không nha? Mẹ là số 1 nhưng mà vợ là cũng không thua gì mẹ. Có nhiều khi mình đi làm về mệt mỏi mà vợ mình bức xúc chuyện gì đó của mẹ hay là của con gì đó đó, vợ mình cũng buồn bực rồi không nói ra thì làm sao mình biết được là vợ mình bực cái gì. Mẹ ơi, điều con muốn nói với mẹ là mẹ bây giờ đó, mẹ cũng lớn tuổi rồi nên là công việc ở nhà thì mẹ cái việc nào mẹ có làm được làm, còn không làm được thì thôi. Nên mẹ cũng đừng có quan tâm tới mọi việc. Vợ ơi vợ, nhiều khi anh là đàn ông nhưng mà anh không có ga lăng như những người đàn ông khác.
mới tới sinh nhật ra bông hoa lễ lộc này tặng cho vợ thì anh không có ga lăng như vậy được, nhưng mà trong lòng anh rất là thương vợ. Sau này nếu mà vợ có bức xúc chuyện gì thì vợ cứ nói cho anh là anh biết anh sửa sai. Sau khi nghe chồng nói vậy thì em cũng muốn chia sẻ điều gì với mẹ chồng không? Thời gian trước là con em do con còn nhỏ đó thì mình suy nghĩ nó tiêu cực quá. Thì giờ con em nó lớn rồi, nó cũng đi học rồi hết rồi, thì có thời gian thoải mái rồi, tư tưởng mình nó cũng thoải mái hơn. Thì nói chung giờ thì em cũng có bớt đánh chồng em lại. Rồi kể như hết rồi, dạ. Mấy năm nay thì thấy đỡ nhiều lắm rồi, dạ. Quỳnh Linh. Bác có mong muốn gì con dâu của mình không? Thì mong muốn cho dâu mình nó sửa đổi lại. Đó, nó biết thương yêu chồng nó, để biết kính mến mẹ chồng. Việc nội trợ được nó lo được hết, thì không có phụ gì với con dâu được, nói ngay vậy. Thôi phụ gì nữa, mình cũng lớn tuổi rồi, ở nhà đi chơi với con cháu rồi để con dâu với con ruột mình lo ha. Để yên tâm, mình có hột sầu riêng ăn là được rồi. Thay mặt chương trình cảm ơn bác rất là nhiều ha. Dễ thương quá à, nhìn bác phúc hậu ghê luôn ha. Con trai cũng dễ thương, con gái hơi dữ, con dâu hơi dữ chứ ơi. Nhưng nói chứ cũng dễ thương, cũng hiểu. Bây giờ hai mẹ hai con ôm chặt nhau thế nào? Chúng tôi luôn luôn muốn mẹ chồng nàng dâu là như thế đó quý vị. Một cái kỷ niệm gửi tặng cho gia đình để nhớ chương trình mẹ chồng nàng dâu nhé bác nhé. Chúc bác thật nhiều sức khỏe, chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc. Con cũng có phần quà dành cho bà và chị. Đây là bánh bông lan Hura Deli làm từ sữa thật và trứng tươi của công ty cổ phần BBK. Cảm ơn bà và chị đã đến với chương trình. Dạ. Cảm ơn chú Quỳnh Linh với cô Lê Lộc. Dạ. Bà giữ sức khỏe. Coi tivi nhớ tụi con nha. Nhớ hoài, coi hoài. Dạ. Canh coi riết, canh họ bắt trong điện thoại coi luôn. Ủa vậy đó hả? Chương trình này luôn. À vậy à. Dạ. Vậy lúc nào tụi con cũng nằm trong điện thoại của bác luôn ha. Ở đó. Dạ. Dạ, cảm ơn bà. Dạ, ba đi. Cái điều quan trọng là thế này. Con dâu cũng phải nhanh nhạy, cũng hiểu mẹ chồng và chia sẻ những cái gì mà mình cần chia sẻ. À, thấy chưa, con dâu cũng hơi dữ xíu mà mẹ chồng vẫn thương, mẹ chồng vẫn hiểu, như vậy thì quá tuyệt vời. Vấn đề chúng ta có gì cứ nói thẳng với nhau, đừng có để trong bụng nó khó chịu, lâu ngày nó sinh ra mâu thuẫn còn nặng nề hơn nữa. Quyền Linh và Lê Lộc xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Và cũng đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình vào lúc 15:30 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và có thể thêm lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Love TV. Chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau Mẹ Chồng Nàng Dâu quý vị nhé. Chào. Tuổi dần ở cho con người ta nói hay dữ lắm á. Cũng như là cao số. Dạ. Nói má là nói cái gì con cũng chịu hết. Con gái, con dâu, con trai cũng vậy, ăn nhậu xong hát karaoke vẫn để nguyên cái bàn ăn đấy, thì mình cũng có nhắc khéo mà mời các bạn coi lại và đem về vị trí cũ cho mình nhá, cho trở về nguyên quán đi rồi hãng lên ca hát nhá. Mình chỉ nhẹ nhàng vậy thôi chứ mình không nói nhiều.